ai sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng? Trong thời điểm ông Võ Văn Thưởng bị phế chuất, quan chức cấp cao của Việt Nam đã sang Trung Quốc làm gì? Kính thưa quý vị, đó là những câu hỏi lớn trong số vô vàn những câu hỏi được dư luận đặt ra sau sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa phải rời khỏi chính trường. Trước khi bàn về hai câu hỏi khá thú vị nói trên, chúng tôi xin thông báo về việc ngày hôm nay, 26 tháng 3 năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tức C03 đã cho biết, Nguyễn Văn Hậu tức hậu, pháo khai đã chuyển tiền cho riêng Đặng Trung Hoành lên đến 64 tỷ đồng. Trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, bị can Đặng Trung Hoành là tránh văn phòng huyện Ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, quê hương của ông Võ Văn Thưởng. Quay trở lại với câu hỏi ở thời điểm ông Võ Văn Thưởng bị phế chuất, quan chức cấp cao của Việt Nam đã sang Trung Quốc làm gì? Như chúng ta đã biết, Ông Lê Hoài Trung, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa đến thăm Trung Quốc đúng thời điểm Chủ tịch nước Việt Nam bị buộc phải từ chức giữa vụ bê bối tham nhũng. Trong khi đó, Hà Nội cũng đang có cách tiếp cận nhẹ nhàng đối với tranh chấp lãnh thổ vừa diễn ra giữa hai nước ở Vịnh Bắc Bộ. Ông Lê Hoài Trung là quan chức đối ngoại cấp cao của Việt Nam đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng chuyến đi của ông Trung nằm trong nỗ lực nhằm ổn định quan hệ trong bối cảnh chủ tịch nước vừa bị phế chuất và tranh chấp lãnh thổ kéo dài gần đây lại tái diễn. Chuyến thăm của ông Lê Hoài Trung, người đứng đầu cơ quan đối ngoại, tương đương cấp bộ trưởng Bộ Ngoại giao phía chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong khi ông Võ Văn Thưởng đột ngột từ chức chủ tịch nước, chỉ sau 14 tháng tại vị trong bối cảnh nỗ lực chống tham nhũng của nhà nước Việt Nam. Cả hai bên đều chọn cách che đậy những biến động chính trị trong các tuyên bố của mình về chuyến thăm, thay vào đó tập trung vào các chủ đề như hợp tác kinh tế và quan hệ giữa các đảng cộng sản cầm quyền của hai nước. Chuyến thăm của ông Trung bao gồm cuộc gặp vào ngày ông thưởng chính thức từ chức với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người hứa sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, với Việt Nam, theo bộ ngoại giao ở Bắc Kinh. Trong khi đó, theo thông tấn xã Việt Nam, ông Trung nói với ông Vương rằng hai nước nên nỗ lực thực hiện nhận thức chung ở cấp cao, nâng cao niềm tin chính trị và củng cố môi trường hòa bình, đồng thời cải thiện hợp tác trên mọi lĩnh vực. Cùng ngày hôm đó, ông Trung cũng đã gặp ông Thái Kỳ, người đứng thứ năm trong hệ thống phân cấp chính trị của Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh của chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISS, Joseph Isa ở Singapore, cho tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng biết, có thể không có mối liên hệ trực tiếp giữa chuyến thăm và biến động chính trị gần đây ở Hà Nội. Ông Giang nói, thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy chuyến thăm của ông Lê Hoài Trung đã được lên kế hoạch trước cuộc cải tổ chính trị gần đây ở việt nam có nghĩa là nó có thể không liên quan đến những thay đổi chính trị nội bộ của đất nước trước đó trong chuyến thăm ông trung đã gặp lưu kiến siêu người đứng đầu cơ quan đối ngoại của đảng cộng sản trung quốc để thảo luận về vụ việc vĩnh bắc bộ nơi hai nước chưa thống nhất về danh giới trên biển và trung quốc vừa tự vẽ đường cơ sở được cho là xa đất liền một cách bất thường và kỳ quái không giống ai không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế nào ông trung nói với ông lưu rằng hai nước nên giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên cần phát huy các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở các vùng biển thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, ông Giang tại Viện ISEAS Joseph Isha cho biết cách tiếp cận tranh chấp của Việt Nam ngược với Philippines, quốc gia đang vướng vào một loạt vụ đối đầu ở Biển Đông trong những tháng gần đây không giống như Philippines hiện có lập trường cứng rắn hơn, Việt Nam lại thích cách tiếp cận tinh tế hơn, ông Giang nói. Chiến lược này xuất phát từ quan điểm của Việt Nam coi Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng và là hình mẫu về tính hợp pháp của chế độ, từ đó Việt Nam có thể rút ra bài học, với tư cách là một quốc gia cộng sản anh em. Bà Lê Thu Hương, Phó Giám đốc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, và từng là nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc, cho tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng biết, chuyến thăm phù hợp với chính sách đối ngoại của Việt Nam là đối thoại với các nước. Bà Lê Thu Hương nói, cần đảm bảo sử dụng mọi phương tiện cho chính sách đối ngoại của mình, bao gồm cả các kênh đối thoại giữa các đảng. Bà nói thêm rằng, quan hệ với Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất đối với Việt Nam, vì an ninh, ổn định và kinh tế. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Việt Nam, mặc dù trong những năm gần đây, Hà Nội cũng đã cố gắng cân bằng chính sách đối ngoại của mình bằng cách phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và các nền kinh tế hàng đầu khác. Cách tiếp cận này đã khiến Hà Nội tiếp đón cả Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình vào năm ngoái. Các tranh chấp trên biển và tâm lý chống Trung Quốc phổ biến ở Việt Nam cản trở khả năng liên minh toàn diện với Trung Quốc. Tuy nhiên, những cân nhắc về sự sống còn của chế độ đã ngăn cản sự liên kết hoàn toàn với các cường quốc phương Tây. Do đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tạo ra sự cân bằng mong manh giữa hai bên trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, ông Giang nói thêm. Không chỉ là câu hỏi có phải Việt Nam đã nỗ lực ổn định quan hệ với Trung Quốc? Sau khi phế trước ông Võ Văn Thưởng, mà còn có một câu hỏi lớn khác được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là việc ai sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng? Kalaya, thầy ơ, nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng, có hai quốc tịch Mỹ và Úc. Ông đặc biệt nổi tiếng với các phân tích liên quan đến Việt Nam. Ngày 24 tháng 3 năm 2024, Kalaya, thầy ơ đã đăng tải các phân tích của ông liên quan đến vấn đề này trên trang SCRIBD.com. Chúng tôi xin được lược trích một số ý chính như sau. Thông báo chính thức về việc ông thưởng từ chức được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành ngày 20 tháng 3. Thông báo này nêu rõ vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền, ông thưởng đã vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nòi gương của cán bộ. Đảng viên, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, các ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thông báo kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của ông Giả Văn Thưởng đã gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông ta. Trên mạng xã hội Việt Nam đã có đồn đoán sôi nổi rằng, ông thưởng dính líu đến vụ bê bối hối lộ liên quan đến dự án phát triển đường bộ, mà ông đã chấp thuận khi còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi vào năm 2012. Không rõ liệu ông thưởng có làm đúng chiếc trách hay không. Ông thưởng hoặc thành viên gia đình ông ta có được hưởng lợi từ âm mưu hối lộ hay không? Bất kể lời đồn nào là đúng, thì điều gì sẽ giải thích cho những cáo buộc chống lại ông ta sau 12 năm? Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng cho thấy, ông Thưởng đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng trong vòng 2 năm rưỡi qua. Điều gì dẫn đến sự ra đi của ông Thưởng? Chiến dịch chống tham nhũng hay các cuộc đấu tranh phè phái? Không nghi ngờ gì nữa, tham nhũng đã tràn lan khắp mọi cấp độ ở Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chiến dịch đốt lò chống tham nhũng. Đây không chỉ là ưu tiên hàng đầu của ông mà còn là di sản của ông đối với đảng khi ông chuẩn bị về hưu. Sau nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có ở tuổi 80, chiến dịch chống tham nhũng đã diễn ra trên phạm vi rộng. Kể từ đại hội đảng toàn quốc gần đây nhất được tổ chức vào năm 2021, 4 thành viên trong bộ chính trị bao gồm 18 thành viên được bầu khi đó đã bị buộc từ chức vì vi phạm điều lệ đảng. Vào tháng 6 năm 2022, nhân kỷ niệm 10 năm chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, truyền thông đã đưa ra số liệu như sau. Có 68.000 đảng viên bị kỷ luật và 7.390 người bị trừng phạt vì tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng, trong đó có 170 quan chức do Trung ương đảng quản lý. Có 16.699 vụ tham nhũng lạm dụng chức vụ, vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế bị khởi tố. Số tài sản tham nhũng trị giá 2,6 tỷ USD đã được thu hồi, trong đó có 76.000 hecta đất bị chiếm đoạt trái pháp luật. 41,8 tỷ USD tiền phạt đã được tuyên. Có ít nhất 70 quan chức cấp cao của đảng, trong đó có 5 bộ trưởng hoặc cựu bộ trưởng, đã bị kỷ luật chỉ tính riêng từ năm 2021. Dưới thời Tổng bí thư trọng, Việt Nam đã cải thiện thứ hạng của mình về chỉ số nhận thức tham nhũng, hay còn gọi là BCI của tổ chức minh bạch quốc tế, trong đó điểm số được tính theo thang điểm từ 0, nghĩa là tham nhũng cao, đến 100 nghĩa là rất trong sạch. Điểm PCI của Việt Nam đã tăng từ mức thấp 2,7 vào năm 2010, xếp thứ 127 trên 175 nước được khảo sát, lên 31 điểm vào năm 2015, xếp thứ 111 trên 168, do cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điểm PCI của Việt Nam đã tăng lên 36 vào năm 2020, xếp hạng 104 trên 180 do cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông Trọng về lên 39 điểm vào năm 2021, xếp thứ 87 trên 180, khi ông Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Điểm PCI của Việt Nam tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 42 vào năm 2022, xếp hạng 77 trên 180 nhưng giảm nhẹ xuống 41 điểm, hạng 87 trên 180 vào năm 2023. Tóm lại, điểm PCI của Việt Nam đã cải thiện hơn 38 điểm trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Trọng. Nhưng Việt Nam vẫn chỉ xếp dưới mức trung bình toàn cầu và vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Trước khi ông Thưởng từ chức, chỉ có bốn thành viên Bộ Chính trị, trong đó có ông Thưởng, đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để ứng cử vào bốn chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Đảng sắp tới, có thể diễn ra vào đầu năm 2026. Ông Thưởng là thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, từng được nhiều người dự đoán là sẽ thay thế ông Trọng làm lãnh đạo đảng. Với độ tuổi của mình, ông Thưởng có đủ điều kiện để phục vụ thêm hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp trước khi đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65. Hiện tại, ông Thưởng đã ra khỏi bộ máy nhà nước, Trung ương sẽ phải dành ra một sự miễn trừ đặc biệt vì vấn đề tuổi nghỉ hưu theo luật định cho một thành viên khác của Bộ Chính trị đủ điều kiện tranh cử. Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay, ông Tô Lâm có nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi nhất từ sự ra đi của ông Thưởng. Ai sẽ thay thế ông Thưởng và là người kế nhiệm tiềm năng mới của ông Trọng vào năm 2026? Theo nhà nghiên cứu Kalaya, thầy Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn bà Võ Thị Ánh Xuân, đương kim Phó Chủ tịch nước, làm quyền Chủ tịch nước. Bà Ánh Xuân khó có thể giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2026 vì bà không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Có vẻ như Ủy ban Trung ương sẽ đề cử một ứng cử viên cho chức Chủ tịch nước tại phiên họp điều hành tiếp theo, hội nghị Trung ương lần thứ 9 có thể diễn ra vào thời điểm tháng 5 hoặc sớm hơn. Ủy ban Trung ương phải quyết định liệu có nên bổ nhiệm một người tạm quyền để hoàn thành nhiệm kỳ và nghỉ hưu hay chọn một người dự kiến sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch sau đại hội đảng tiếp theo. Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư và Bộ trưởng Công an Tô Lâm được xem là những người dẫn đầu. Trung ương có thể sẽ làm theo tiền lệ khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, tức là bổ nhiệm một người trong bộ chính trị kiêm nhiệm hai chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ. Bất kể kịch bản nào xảy ra, chủ tịch nước mới chỉ có thể phục vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ hiện tại vào tháng 5 năm 2026. Hiện chỉ có 3 thành viên trên 14 thành viên của bộ chính trị đủ tiêu chuẩn ứng cử vào một trong bốn vị trí lãnh đạo cao nhất là ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Cẩm Tú trưởng Ban Kiểm tra Trung ương. Cả ba người này đều sẽ dưới 65 tuổi vào đầu năm 2026. Nếu giả định ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu thì ngoài ba người dưới 65 tuổi nói trên, Bộ Chính trị còn lại 10 người cần được miễn trừ quy định tuổi tác để tiếp tục phục vụ. Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai là những người cao cấp nhất đã phục vụ hai nhiệm kỳ trong bộ chính trị và sẽ ở tuổi 68 đến 69 khi đại hội đảng tiếp theo được tổ chức. Ông Vương Đình Huệ có vẻ là người có đủ năng lực nhất để thay ông Trọng làm lãnh đạo đảng. Ông sẽ nối bước các tổng bí thư nông đức mạnh và Nguyễn Phú Trọng, cả hai đều từng giữ chức chủ tịch quốc hội trước khi làm tổng bí thư. Ông Huệ đạt số phiếu tín nhiệm cao thứ hai trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội hồi năm 2023.